Mến chào anh chị em nghệ nhân đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Hôm nay mình sẽ lên cho anh chị em con chòe lửa, con chích chòe lửa. Cái này là con chòe lửa mồi. Chòe lửa này mới được 1 năm tuổi thôi. Mời anh chị em cùng trải nghiệm. Này, con này được 1 mùa lông nha anh chị em, nó rất là sung.